great momentum. Keep fighting spirit, battling spirit. You are inspiring us all. You are all the hero in everyday's working and can deliver the best result in 2023. Collaboration, resilience, and can-do attitude. Lọc phi thường, tự hào, con người, bền bỉ, linh hoạt, dám thay đổi. Đúng với tinh thần Dare to Win của PepsiCo, PepsiCo luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức. Với tinh thần đồng đội gắn kết của tập thể E&M đã giúp bộ phận kỹ thuật vượt qua những thử thách trong năm 2023 và hướng đến những thành công trong năm 2024. Nhờ vào sự dẫn dắt của ban lãnh đạo, sự hỗ trợ tích cực của tất cả các phòng ban, nói về mặt IHS, chúng ta đã cùng nhau gặt hái được những kết quả vượt mong đợi. Đội ngũ LD&T đã gắn kết, tạo ra nhiều thành tựu trong năm 2023. Dare to win, dám để chiến thắng. Mình đã có được những người sếp, những người đồng nghiệp rất là hòa đồng, thân thiện, luôn luôn hỗ trợ cho mình hết mình trong công việc. PepsiCo là một nơi làm việc tuyệt vời, có chế độ đãi ngộ cho nhân viên tốt, phúc lợi tốt. Tôi tự hào vì đã làm việc trong môi trường an toàn và có những chính sách về con người rất là tốt. Em là thành viên nhỏ tuổi nhất trong team, nhưng các anh chị đồng nghiệp đã giúp đỡ em rất nhiều, giúp em hòa nhập nhanh hơn với công việc và với môi trường làm việc ở đây. Mình có rất nhiều điều muốn tự hào, nhưng mà mình nghĩ là có thể là ngoài đồng nghiệp, ngoài cách quản lý, cấp quản lý của mình thì mình tự hào về cái môi trường làm việc của mình. Được tổ chức rất là nhiều các buổi training, các khóa đào tạo. Điều khiến Đức luôn cảm thấy tự hào khi được làm việc tại đây đó là góp phần cùng team Agro xây dựng hệ thống nông nghiệp bền vững, giúp người nông dân ổn định kinh tế từ nông nghiệp. Cô làm ở đây thì được 5-6 năm rồi, nói chung là làm ở đây thì được mọi người giúp đỡ, nói chung là rất nhiệt tình, quan tâm đến công nhân, thế nên là cô rất yêu cái môi trường này là cô làm ở đây. Xin cảm ơn công ty đã cho em được làm việc trong môi trường rất là thân thiện và hòa đồng. Tôi xin kính chúc tất cả các anh em trong nhà máy chúng ta sẽ đồng lòng và thực hiện tốt kế hoạch năm 2024 một cách tuyệt vời. Kính chúc anh chị em nhà máy PepsiCo Bình Dương cùng toàn thể gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và hướng tới sự thành công rực rỡ năm 2024. Nhật xin kính chúc đến các anh chị em có được một mùa vụ bội thu, sản lượng vượt trội, giao hàng hiệu quả. Kính chúc các anh chị em có được một năm mới nhiều thành công, an khang và thịnh vượng. Chúc toàn thể anh chị em PepsiCo Food Việt Nam cùng người thân và gia đình một năm 2024 sức khỏe, may mắn và thành công. Tôi cầu mong con gái của tôi được phát triển chuyên môn bản thân của mình hơn nữa, có công việc tốt để ổn định cho kinh tế gia đình và giúp cùng giúp tôi nuôi em trong cuộc đời. Chúc mẹ vui mẹ mạnh khỏe, luôn ở bên cạnh bố con. Đầu xuân năm mới, em kính chúc quý công ty PepsiCo luôn luôn phát triển bền vững, thành công, an khang, thịnh vượng. Chúc anh chồng của em luôn luôn dồi dào sức khỏe để cống hiến cho đam mê và sự nghiệp của mình. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng.